Kính thưa quý vị, chúng ta cùng nhau điểm qua một số thông tin nóng của ngày hôm nay và tôi đến từ tin tức Cà phê 24 giờ. Hà Nội bắt đối tượng ngáo đá chống người thi hành công vụ. Thanh Hóa giãn cách xã hội huyện Nga Sơn. Từ ngày mai làm sổ đỏ không cần chứng minh thư nhân dân. Giá xăng dầu hôm nay ngày 31 tháng 8, sản lượng khai thác tại Mỹ giảm 90% vì bão Ida. Quang Hải tiết lộ điểm mạnh vượt trội của đội tuyển Việt Nam, muốn ghi bàn từ đá phạt. Real Madrid bỏ cuộc mua Kylian Mbappe, bất ngờ sở hữu tài năng trẻ Eduardo Camavinga. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Hà Nội bắt đối tượng ngáo đá chống người thi hành công vụ. Ngày 31 tháng 8, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Ninh Văn Đức, 36 tuổi, trú tại tổ 2, Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để điều tra vì hành vi chống người thi hành công vụ. Theo Công an quận Ba Đình, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, tổ công tác của Công an phường Nguyễn Trung Trực làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị và phòng chống dịch COVID-19 tại ngã ba Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Yên Phụ phát hiện một xe máy Honda Airblade không có biển số để dưới lòng đường. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa xe về trụ sở Công an phường để xác minh. Đến khoảng 0 giờ 20 phút ngày 29 tháng 8, Đức ra chốt hỏi về chiếc xe máy trên, nhận thấy Đức không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu bia và ngáo đá. Tổ công tác đã yêu cầu Đức đeo khẩu trang và kiểm tra giấy tờ đi đường của đối tượng. Tuy nhiên, Đức không chấp hành mà vẫn liên tục có lời lẽ lăng mạ, yêu cầu tổ công tác trả xe. Mặc dù đã được giải thích về việc tạm giữ xe và chấp hành quy định về phòng chống dịch, nhưng Đức vẫn tiếp tục to tiếng và dùng tay phải túm tóc một cán bộ tự quản đang làm nhiệm vụ trong tổ công tác. Tổ công tác sau đó đã khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực để làm rõ vụ việc. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy Ninh Văn Đức dương tính với ma túy. Thanh Hóa giãn cách xã hội huyện Nga Sơn. Nga Sơn là huyện thứ hai sau huyện Nông Cống ở tỉnh Thanh Hóa đã phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 6 giờ ngày 31 tháng 8 sau khi liên tục ghi nhận 3 ca COVID-19. Sáng ngày 31 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn Thanh Hóa cho biết Ủy ban Nhân dân huyện này vừa có công điện khẩn thông báo thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 6 giờ cùng ngày. Riêng các tiểu khu Long Khang, Thắng Thịnh, Trung Bắc và Bách Lợi của thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Nga Sơn buộc phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để phòng chống dịch COVID-19 lây lan do có ca nhiễm trong ổ dịch của Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, thành phố Thanh Hóa. Từ ngày mai, ngày 1 tháng 9, làm sổ đỏ không cần chứng minh thư nhân dân. Từ ngày mai, ngày 1 tháng 9, khi thông tư 09 năm 2021 có hiệu lực, người dân đi làm thủ tục liên quan đến đăng ký đất đai không cần phải mang theo chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu. Thông tư 09 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định với trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai. Tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ mà yêu cầu thành phần là bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội, thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu, hoặc giấy tờ chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân. Thông tư 09 năm 2021 cũng quy định các trường hợp được cấp mới sổ đỏ bao gồm thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ, với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa, thay đổi diện tích đất trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở. Một trong số những điểm mới của thông tư là bổ sung các quy định liên quan đến hỗ trợ sau khi thu hồi đất nông nghiệp. Có 6 trường hợp thu hồi đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Thứ hai là đất nông nghiệp có nguồn gốc được nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64 Chính phủ ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp khoản 1 điều 54 của Luật Đất đai năm 2013. Thứ ba là đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, đủ điều kiện được bồi thường về đất,
được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Thứ tư là đất do hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất nông nghiệp, lâm trường, quốc doanh để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi nhà nước thu hồi, mà thuộc đối tượng đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp. Trường hợp thứ năm là đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sử dụng do nhận giao khoán của các công ty nông lâm, được chuyển đổi từ các nông trường, lâm trường, quốc doanh đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó. Thứ sáu là đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do giao nhận khoán đất của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất. Giá xăng dầu ngày hôm nay, ngày 31 tháng 8, sản lượng khai thác tại Mỹ giảm 90% vì bão Ida, cơn bão Ida suy yếu, nhưng có khoảng 1,72 triệu thùng dầu trên một ngày, hơn 90% của các công ty dầu thô Mỹ buộc phải cắt giảm sau khi cơn bão đổ bộ vào nước này, nên giá dầu hôm nay vẫn bị ảnh hưởng do lo ngại nguồn cung giảm. Ngày 31 tháng 8, cả hai hợp đồng dầu thô lùi gần 0,5%. Dầu WTI giao dịch sát ngưỡng 69 USD trên một thùng, dầu Brent dưới mức 72 USD trên một thùng. Cả hai hợp đồng đã tăng nhẹ khi kết thúc phiên khuya ngày 30 tháng 8. Dầu Brent tiến hành 54 cent lên 73,33 USD trên một thùng. Dầu WTI tiến 34 cent lên 69,08 USD trên một thùng. Quý vị thân mến, sau đây chúng ta cùng điểm qua một số tin tức thể thao sau. Quang Hải tiết lộ điểm mạnh vượt trội của đội tuyển Việt Nam, muốn ghi bàn từ đá phạt. Rất hiểu tâm lý, giới truyền thông và người hâm mộ, thầy Park chủ động lần lượt đề xuất Văn Lâm rồi Quang Hải trả lời báo chí trước buổi tập tại Ả Rập Xê Út. Vào ngày tập thứ 3, tiền vệ đội Hà Nội đã có đôi điều chia sẻ. Quang Hải nhấn mạnh, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với những đối thủ cực mạnh của châu Á mà thử thách lớn nhất mang tên đội Ả Rập Xê Út. Dĩ nhiên thi đấu trên sân khách là một bất lợi rất lớn, nhưng chúng tôi đang tiếp tục nuôi dưỡng sự tự tin và cố gắng có được trong một tập thể tốt nhất khi ra trận. Đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt trong thời gian vừa qua. Toàn đội sẽ bước vào trận đấu như những gì đã được tập luyện và thật tự tin để có thể có được kết quả tốt nhất. Với cá nhân tôi, mục tiêu đặt ra là sẽ thi đấu với 100% phong độ của mình. Là một cầu thủ thường xuyên ghi bàn ở các tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, trong đó không có ít các bàn thắng mang tính bước ngoặt của trận đấu, Quang Hải được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với đội Ả Rập Xê Út. Khi được hỏi có mong ước ghi bàn từ tình huống cố định hay không, Quang Hải khẳng định, không chỉ có riêng Quang Hải mà rất nhiều các cầu thủ ở bên cánh trái, cánh phải của đội tuyển cũng đều có sự chuẩn bị cho các tình huống đá phạt, để khi có tình huống được hưởng quả đá phạt thì sẽ chất chiêu và tận dụng tốt những cơ hội đó. Chúng tôi mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục động viên, đồng hành để cùng anh em chúng tôi có thể bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhất. Real Madrid bỏ cuộc mua Mbappe, bất ngờ sở hữu tài năng trẻ Eduardo Camavinga. Rạng sáng ngày 31 tháng 8, trước thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng sắp đóng cửa, có tin câu lạc bộ Real Madrid đã đưa về đề nghị mới mua tiền đạo Kylian Mbappe giá 200 triệu euro nhưng vẫn bị Paris Saint-Germain từ chối. Thông tin này, phía Paris Saint-Germain hoàn toàn im lặng, khiến ban lãnh đạo Real Madrid với chủ tịch Florentino Pizzo ra quyết định chấm dứt cuộc theo đuổi mua Mbappe trong mùa hè này. Real Madrid bỏ cuộc mua Mbappe vì thời gian còn lại quá ít để có thể thương lượng với Paris Saint-Germain. Trong khi Mbappe đã tập trung, tuyển Pháp sẽ rất khó để thực hiện các thủ tục còn lại để hoàn tất hợp đồng. Tuy nhiên, Real Madrid sẽ có cơ hội sở hữu Mbappe vào mùa hè năm sau theo diện miễn phí. Từ đầu năm sau, sẽ xúc tiến ký hợp đồng. Trong khi đó, Paris Saint-Germain chỉ còn lại 4 tháng sở hữu ngôi sao 22 tuổi này để thuyết phục ký gia hạn hợp đồng.